Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại qua ảnh mây vệ tinh có thể thấy là những cụm mây dông đang phát triển và gây mưa cho khu vực phía bắc của Vịnh Bắc Bộ cũng như phía nam từ Bình Thuận đến Cà Mau ra đến ngoài khơi của huyện đảo Trường Sa. Dự báo chiều và đêm nay mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh tiếp tục được cảnh báo cho những vùng biển này. Bà con phương khơi cần lưu ý. Ngoài ra gió khá mạnh từ Bình Thuận đến Cà Mau và phía tây bắc của huyện đảo Trường Sa, gió tây nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động và sóng cao từ 1m50 đến 3m. Phía bắc của Vịnh Bắc Bộ cũng có mưa dông, khả năng xảy ra lốc xoáy trong chiều và đêm nay, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km. Còn phía nam sẽ có mưa vài nơi, trời vẫn có nắng, gió tây nam đến nam cấp 4 và độ cao sóng từ 0m50 đến 1m50. Còn khu vực huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết ổn định hơn, trời không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5 và sóng cao từ 1m50 đến 2m50. Với thời tiết đất liền Trung Bộ, dự báo chiều nay Thanh Hóa sẽ bớt nóng nhờ có mưa dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ. Còn từ Nghệ An xuống đến Tuy Hòa, trời vẫn nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo nắng nóng sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Quý vị lưu ý các biện pháp bảo vệ sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và chúng tôi sẽ liên tục mang đến những thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin tiếp theo.